Minasan tomo konnichiwa. Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên. Còn mình là Phương Thảo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thảo, Mỹ Duyên với tiếng Nhật. Ở bài ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cũng như ôn tập bài số 9 giáo trình Minono Nihongo. Các bạn nhớ cuốn sách này nhé. Bài số 9 giáo trình Minono Nihongo. Các bạn hẳn đã xem qua phần lý thuyết rồi đúng không? Và các bạn chắc chắn đã làm xong bài tập ở phần Denshubi. Vậy ở trong video lần này thì chúng mình sẽ đi ôn lại kiến thức, một hình thức để cho các bạn nhắc lại kiến thức đúng không nhỉ? Và cũng như để luyện nói và làm bài tập trong bài môn đai nhé. Hay, thì ở bài số 9 này Thảo còn nhớ chúng mình cần học những mẫu ngữ pháp gì không? Trong bài số 9 thì chúng ta có học mẫu ngữ pháp danh từ cộng với ga và cộng với một số động từ và tính từ. Danh từ cộng trợ từ ga cộng với một số động từ và tính từ. Một số động từ và tính từ mà chúng mình đề cập đến trong bài số 9 là những động từ tính từ nào nhỉ? Động từ thì có wakarimasu, hiểu, arimasu, có. Còn tính từ thì có thích, suki desu, thích, ghét, suki desu, ghét, kirai desu, kirai desu, ghét, giỏi là jozu desu, giỏi, jozu desu, không giỏi, hetai desu. What? What the f***? Hentai là biến thái đấy. Hay, không giỏi kém là heta desu. Hay, heta desu. Thảo rất nhớ rồi đúng không? Ngoài mẫu ngữ pháp đó ra thì chúng mình còn học mẫu ngữ pháp gì nữa nhỉ? Mẫu ngữ pháp donna cộng với danh từ. Donna cộng với danh từ. Ở bài số 8 thì chúng mình đã từng học cái mẫu ngữ pháp này rồi đúng không? Đến bài số 9 thì một lần nữa chúng mình nhắc lại. Ví dụ như là Thảo san wa donna sports ga suki desu ka? Là Thảo thích môn thể thao nào? Thảo thích môn thể thao nào? Các bạn nhớ không nhỉ? Vậy mẫu ngữ pháp số 3 chúng mình cần phải nhớ trong bài số 9 đó là mẫu ngữ pháp gì nhỉ? Là mẫu ngữ pháp mà chúng ta học khá là nhiều phó từ. Và phó từ sẽ cộng với động từ hoặc tính từ. Phó từ đi cùng với động từ và tính từ đúng không? Những phó từ mà chúng mình học trong bài số 9 đó là những phó từ nào? Đầu tiên, phó từ rất tốt là yoku. Yoku. Đại khái, đại tài, thắc sang nhiều, nhiều này là chỉ về số lượng, hay ít shikoshi, hay ít shikoshi cũng chỉ về số lượng. Tiếp tục không lắm, amari. Cuối cùng hoàn toàn không, zenzen. Hoàn toàn không, zenzen. Một lưu ý với phó từ amari và zenzen đó là lưu ý gì nhỉ? Cuối đuôi nó là đuôi phủ định. Nếu mà sử dụng zenzen và amari thì đằng sau động từ chúng mình phải chia phủ định. Hai. Vậy mẫu ngữ pháp thứ tư cũng là mẫu ngữ pháp cuối cùng chúng mình cần học trong bài số 9 đó là mẫu ngữ pháp gì nhỉ? Mẫu pháp cuối cùng đó chính là doshite. 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 Doshite là gì đấy? Sửa bắt đầu mẹ. Doshite có nghĩa là vì sao? Vì sao? Và kara. Vì. Hay, hoàn toàn chính xác rồi không? Thảo sáng đã nắm ngữ pháp rất là vững rồi đúng không? Bây giờ thì chúng mình cùng đi kiểm tra về phần thực hành của Thảo nhé. Nào, bây giờ các bạn hãy mở sách giáo khoa trang số 74 và các bạn nhìn cho mình vào phần đề bưng nhé. Chúng mình sẽ nghe những câu ví dụ trong phần đề bưng và Thảo cùng các bạn có thể dịch lại những câu mẫu này. Và có vài câu thì mình sẽ bất chợt hỏi để xem các bạn có trả lời được không nhé. 第9課例文1. お酒が好きですか？いいえ、好きじゃありません。はい。Anh chị có thích rượu không? Không, tôi không thích rượu. Không thích rượu. Chà, Thảo sao, お酒が好きですか? はい、好きです。Thảo thích uống rượu nha các bạn. Không, em thích rượu, em không thích uống rượu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. So. Wait, tại sao? Em không biết. Tại sao không thích uống rượu lại đi thích rượu? Không. Không biết.
Okachi. Tại vì nghe đến osake thì em thường nghĩ đến mấy cái rượu mà kiểu ngon ngon với thơm thơm của Nhật ấy. Bên Trung cũng có nhiều rượu có như đúng không? Bên Trung nhiều như kiểu trông rất là xinh, để trong cái bình rất như kiểu rượu anh đào đó, xinh xinh thơm rượu thơm, mơ, rượu thảo quả ngon ngon, nhưng mà mình không biết uống. Hãy nghi bảo nhị どんなスポーツが好きですか？サッカーが好きです。はい。chị thích môn thể thao nào? Tôi thích bóng đá. うん、hoàn toàn chính xác đúng không? じゃあ、タオさん、どんなスポーツが好きですか？スポーツ、môn thể thao nào? スモが好きです。スモ？スモ。スモ。các bạn còn nhớ スモ là gì không? Là đấu vật スモ đúng không?Thảo đầu sumo các bạn ạ. Sao lại không nhỉ? Em nhớ mỗi cái từ vựng này. Thật ra là từ vựng này dễ nhớ nhất luôn mọi người. Sumo. Sumo. Đang tưởng tượng Thảo vé như cái kẹo xong đi đấu vào sumo. đấu sumo là... là đấu thế nào ấy nhỉ? Nó như kiểu đấu vật rất hả? Là to luôn, đâm vào vật nhau, đẩy nhau để ra khỏi cái vòng. Ui, thế thì không ăn được. Ít nhất mấy tạ người ta mới cho lên đấy bạn. Người ta chỉ nên cho quét thôi. Cho quét sẵn. Hai, sao? Sang. Karina-san wa e ga jouzu desu ka? Hai, totemo jouzu desu. Hai. Chị Karina vẽ có giỏi không? Ừ. À, chị vẽ rất giỏi. Ừ. Chỗ này e chúng mình là bức tranh đúng không? Nhưng e rất do dự, giỏi bức tranh à? Thế nên chúng mình sẽ phải dịch là vẽ đúng không? Chị vẽ rất là giỏi. Hãy. Chào sao? E rất do dự desu ka? Yeah, do dự ra thì mà xem. Chờ, nani ga do dự desu ka? Nani ga do dự? Em giỏi cái gì? Giỏi cái gì ạ? Giỏi cái gì ạ? Giỏi cười á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Warau koto ga jozu desu. Warau koto ga jozu desu. Các bạn có hiểu câu đấy là gì không ạ? Warai là cười đúng không? Warau koto. Bạn ấy sử dụng koto. Thì sau những bài sau thì chắc chắn chúng mình sẽ học về koto đấy. Các bạn nhớ chú ý đang xem để học được mẫu ngữ pháp này nhá. Hãy chigi. Yong.田中さんはインドネシア語がわかりますか？いいえ、全然わかりません。はい。anh Tanaka có biết gì về tiếng Indonesia không? Không, anh ấy chẳng hiểu gì cả. じゃあ、皆さんとタオさん、インドネシア語がわかりますか？いえ、全然ありません。お？いいよ。お、いいよ。いえ、全然わかりません。じゃあ、日本語がわかりますか？日本語？日本語が、日本語が少しわかります。少しわかります。台湾に提供は、ペオルカバーにさ、カバーにチャレンジ。はい。で、次。5. 細かいお金がありますか？いいえ、ありません。はい。chị có tiền lẻ không? Không, tôi không có. Chị có tiền lẻ không? Các bạn lưu ý nhé, okane là tiền, kumakai là nhỏ lẻ, li ti, chi li chi tiết đúng không? Nhưng mà chúng ta ghép kumakai okane thì chúng mình sẽ dịch là tiền lẻ. Rồi, hãy chiki. 6. 毎朝新聞を読みますか？いいえ、時間がありませんから読みません。はい。Hàng sáng, mỗi buổi sáng thì chị có đọc báo không? Không, tôi không đọc vì tôi không có thời gian. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chị càng gà đi mà xem cả đã. Vì không có thời gian nên yomimasen, không đọc báo. Ok. Nana. Nana. どうして昨日早く帰りましたか？用事がありましたから。はい。Sao hôm qua chị về sớm thế? Vì tôi có việc bận. Doji là có việc đúng không? Arimashita kara, tôi có việc bận. Rồi, hãy Thảo san, doshite chugokugo o benkyou shimasu ka? Chugokugo ga suki desu kara.
À, 중국어가 스키 ですから, 말이 làm sao nhỉ? Thích tiếng Trung ạ. Thích tiếng Trung nên học tiếng Trung đúng không? Câu hỏi của mình là どうして 중국어を 勉強しますか? Tại sao Thảo lại học tiếng Trung? Hai, cuối cùng là Thảo đi thực hành áp dụng những lý thuyết mà chúng mình học rất là tốt rồi đúng không? Bây giờ thì chúng mình cùng nhau chuyển sang bài Renshushi. Các bạn hãy cùng nhìn vào trang số 79 và chúng mình sẽ nhìn phần đầu tiên Renshushi Ichi. Chúng mình cùng nghe đoạn hội thoại và thực hành đoạn hội thoại này nhé. 第9課練習 C 1番イタリア料理が好きですか？ええ、好きです。じゃあ、日曜日一緒に食べませんか？いいですね。はい、チェックどうぞ。Chị có thích món ăn của Ý không? À, tôi thích lắm. Tôi rất thích, tôi thích. Vậy thì chủ nhật chúng ta cùng nhau đi ăn không? À, ý kiến hay đấy. Gì rất hay rồi đúng không? Hai, bây giờ chúng mình cùng đi vào hội thoại thôi. Thảo Sang, em chọn một cái vai hợp với mình xem nào. Hợp với em nhất thì là vai Bi ạ. Các bạn cũng lựa một vai cho mình nhá. Hai, chúng mình cùng hội thoại thôi. Ikimasu. Italia料理 ga suki desu ka? Ee, suki desu. Ja, nichiyobi issho ni tabemasen ka? Ii desu ne. Ii desu ne. Hai, bây giờ chúng mình cùng luyện tập với gợi ý số 1 nhé. Các bạn cùng nhìn vào gợi ý bức tranh số 1 này. Đó là các bạn ý rủ nhau đi đâu nhỉ? Đánh tennis. Đánh tennis. Rồi bây giờ chúng mình cùng ghép cái gợi ý này vào trong đoạn hội thoại thôi. Hai. Ikimasu. Tennis ga suki desu ka? Ee, suki desu. Ja, nichiyobi issho ni shimasen ka? Ii desu ne. Hai. Các bạn có kịp hội thoại với chúng mình không? Nếu mà chưa kịp thì các bạn cũng có thể quay trở lại, bấm ngược trở lại và cùng hội thoại để sao cho chúng ta chơi chạy nhất nhá. Rồi bây giờ chúng mình cùng chuyển đến đoạn hội thoại số 2. Ở đây các bạn nhìn vào bức tranh thấy hai bạn này đang mượn cục tẩy đúng không nhỉ? Rồi các bạn nên nói gì đây? Chúng mình cùng nghe đài nhá. 2 番すみません。消しゴムありますか？ええ、ありますよ。ちょっと貸してください。いいですよ。どうぞ。はい、チェックどうぞ。À, xin lỗi, bạn có tẩy không? À, có, tôi có. Cho tôi mượn một chút được không? Ok, đây. Được rồi, mẫu nha. Bạn dịch đúng rồi. Ý đi sử dụng. Được, đồ dộ. Cầm đấy đi, đây này. Hai. Rồi, Thảo Sáng, chọn một vai hợp với mình nào. Vi. It's movie. Hai. Các bạn cũng lựa một vai để phù hợp với mình nhá. À, chúng mình cùng đi hội thoại thôi. Hai. すみません、消しゴムありますか？ええ、ありますよ。ちょっと貸してください。いいですよ、どうぞ。いいですよ、どうぞ。Hoàn toàn chính xác đúng không? Ở đây thì các bạn lưu ý một chút này. 消しゴム、không phải ありますか? Đáng chúng ta sẽ nói là 消しゴムがありますか? Tuy nhiên thì trong hội thoại thường ngày thì thường thì người Nhật hay lược bỏ trợ từ đi. Cái phần lược bỏ này có lẽ chúng mình sẽ học đến những bài sau thì sẽ đi vào giới thiệu kỹ hơn đấy. Thôi, bây giờ chúng mình cùng đi luyện tập đoạn hội thoại nhé. Chúng mình sẽ đến với đoạn hội thoại số 1. Các bạn nhìn bức tranh gợi ý. Bạn ấy hỏi là có tiền lẻ không đúng không? Và bạn ấy vay bao nhiêu tiền nhỉ? 100 yên à? Ừ, 100 yên. Chúng mình cùng ghép những gợi ý vừa rồi vào trong đoạn hội thoại và đi thực hành. Thôi. ちょっと細かいお金ありますか？ええ、ありますよ。100円貸してください。いいですよ、どうぞ。はい。いいですね。Rồi bây giờ chúng mình cùng thử làm một đoạn hội thoại tự do nhé。はい。すみません、本も持っていますか？ええ、持っていますよ。じゃあ、文字本貸してください。いいですよ、どうぞ。はい、ありがとうございます。Các bạn có hiểu về đoạn hội thoại vừa rồi không nhỉ? Đó chính là, bạn có mang sách không? Có. Thế có thể cho tôi mượn sách từ Vựng được không? Sao mà ý? Đấy ạ. Được, đấy ạ, đúng không? Hai. Rồi, bây giờ chúng mình cùng chuyển đến đoạn hội thoại số 3 thôi. Các bạn cùng nghe đài nhé. 3番コンサートのチケットをもらいました。一緒に行きませんか？
いつですか？来週の土曜日です。土曜日ですか。残念ですが仕事がありますから。そうですか。はい、どうぞ。Tôi nhận được vé đi xem buổi hòa nhạc rồi, chị có đi với tôi không? À, bao giờ vậy? Thứ bảy tuần tới. Thứ bảy à? Thật là đáng tiếc, tôi có việc mất rồi. À, vậy hả? Thế à, đúng không? Ơi, bạn ấy đã có hai cái vé đi xem buổi hòa nhạc và bạn ấy rủ bạn kia là có đi cùng không? Bạn kia hỏi là khi nào? Thì là thứ bảy tuần sau. Thứ bảy á? Dạ nên desu ga. Thì chúng mình sẽ là ôi thật là đáng tiếc đúng không? Ôi đáng tiếc quá. Shigoto ga arimasu kara. Tôi phải làm việc vào ngày hôm đấy đúng không nhỉ? Hãy so desu ga. Thế à? Rất là đáng tiếc đúng không? Nào bây giờ chúng mình cùng đi hội thoại nhé. Thảo sang A or B? B ạ. Mặc dù B nhưng mà lần này B cũng dài như vậy nhé. Hai, các bạn cũng lựa chọn một vai phù hợp để chúng mình cùng đi hội thoại nhé. Hai, concerto no chiketo moraimashita. Isso ni ikimasen ka? Itsu desu ka? Raishuu no doyoubi desu. Doyoubi desu ka? Zannen desu ga, shigoto ga arimasu kara. Sou desu ka? Rất là đáng tiếc đúng không? Rồi bây giờ chúng mình cùng đi luyện tập với đoạn hội thoại nhé. Chúng mình sẽ làm đoạn hội thoại số 2, phần gợi ý. Như các bạn nhìn vào bức tranh thì các bạn thấy là bạn ấy có vé đi xem kịch Kabuki đúng không? Và hẹn nhau vào thứ 7 tuần tới. Tuy nhiên thì bạn kia lại có hẹn với bạn mất rồi. Yakusoku. Rồi bây giờ chúng mình cùng lấy những gợi ý vừa rồi để áp vào đoạn hội thoại nhé. Hai, ikimasu. Kabuki のチケットをもらいました。一緒に行きませんか？いつですか？来週の土曜日です。土曜日ですか。残念ですが、約束がありますから。それ、クエ。だんだんでね、クエフな。クエ、もいろもいろ。ありえない。笑うことが上手です。Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Lại. Action. Doyoubi desu ka? Zannen desu ga. Yakusoku ga arimasu kara. Sou desu ka? Đúng không? Hay, chúng mình vừa đi xong đoạn nội thoại số 3 rồi đấy. Vậy là chúng mình đã kết thúc phần luyện nói rồi đúng không nhỉ? Bây giờ thì chúng mình cùng chuyển sang phần môn đai thôi. Rồi, chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần môn đai nhé. Phần môn đai của chúng mình là ở trang số 80. Và các bạn lưu ý là chúng mình đang luyện tập để sao cho giống với kỳ thi năng lực. Thế nên chúng mình chỉ nghe một lần thôi. Các bạn hãy cố gắng lắng nghe, bắt được keyword và trả lời câu hỏi. Hãy bài đầu tiên nhé. 第9課問題1番1お母さんは料理が上手ですか？はい、答えはどうぞ。はい、上手です。はい、上手です。câu hỏi là gì mà em trả lời như thế nhỉ? Mẹ của em nấu ăn có ngon không? Mẹ của bạn nấu ăn có ngon không? お母さんは料理が上手ですか? Các bạn có nghe được giống Phương Thảo không? Nào, mình cùng chuyển sang câu thứ hai nhé. 2. どんなスポーツが好きですか? はい、どうぞ。相撲が好きです。相撲が好き。あ、いつも相撲が好き。câu hỏi là thế nào để em trả lời như thế nhỉ? Bạn thích môn thể thao nào? Bạn thích môn thể thao nào? どんなスポーツが好きですか? Các bạn thích môn thể thao nào? Nhớ trả lời nhé. Hai. 私はなんか柔道が好き。kiểu đánh nhau gì? Có judo ấy, nhu thuật đi. Nhu thuật? Judo ga suki. Giống như ran ở trong Conan ấy. Ran là karate. À, nhiều loại thế. Trung Quốc rất là nhiều võ thuật đấy em biết. Kung fu. Đấy là gọi chung. Nhiều võ thuật. Vịnh Xuân Quyền này. Các loại quyền. Các loại quyền này. Không, Vịnh Xuân Quyền là riêng một giáo phái luôn nhưng mà riêng một phái võ thuật luôn. Thiếu Lâm à,
Ushu cũng là của Trung. はい、次。三。今晩約束がありますか？はい。いえ、ありません。いえ、ありません。không có。câu là gì nhỉ？em quên rồi。câu hỏi là tối nay em có hẹn không? Tối nay có hẹn không? Hôm ban yakusoku ga arimasu ka? Các bạn có nghe được giống Phương Thảo không? Nếu các bạn có hẹn thì các bạn sẽ trả lời thế nào nhỉ? Hai arimasu. Hai arimasu. Hai arimasu, đúng không? Hai, 次. 4. 漢字がわかりますか? Hai, 答えはどうぞ。はい、大体です。はい、大体わかります。大体わかります。câu hỏi thế nào để em trả lời thế nhỉ? Bạn có biết bạn có hiểu kanji không? Bạn có hiểu kanji không? Câu hỏi là kanji ga wakarimasu ka? Các bạn nghe được giống Phương Thảo không? Và Phương Thảo trả lời là hai, đại tai và wakarimasu. Bạn ấy hiểu đại khái. Tại vì bạn ấy học tiếng Trung mà, đúng không? Chugo kuga zotsu desu kara. Kanji wakarimasu desu ne. Còn nếu các bạn mà hiểu một chút thì các bạn sẽ dùng phó từ gì nhỉ? Tsukoshi. Tsukoshi wakarimasu. Thế còn không hiểu lắm. Amari. Amari. Amari wakarimasen. Amari wakarimasen. Hoàn toàn không hiểu gì. Zenzen wakarimasen. Zenzen wakarimasen là không hiểu gì, đúng không? Hãy mình cùng chuyển sang câu tiếp theo nhé. 5. どうして日本語を勉強しますか? はい、どうして日本語を…はい、答えはどうぞ。Được em sẽ được nghe lại lần hai. Boss, 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 boss のゆとりから、ゆとりですから。来り。Boss の、boss, boss, boss のゆとりですから。Các bạn có nghe được thảo nói gì không? Boss là gì? Là boss. Sếp, đúng không? Boss trong tiếng Anh. Boss no iu iu. Đây chính là chữ imas là nói. Và nói nhanh sẽ thành iu. Boss no iu. Tori. Tori là theo. Theo lời của sếp. Đúng không? Boss no iu tori desu kara. Bạn học tiếng Nhật là tại vì bạn nghe theo lời của sếp các bạn ạ. Không có niềm yêu thích gì về tiếng Nhật à? Chỉ ra mày chọn cái chết. Có. Không, thật ra là có nha. Ngày xưa tại vì là em nghĩ là em học tiếng Trung rồi ấy, thì học tiếng Nhật, nghe nói là học tiếng Nhật sẽ dễ hơn so với người mà chưa biết tiếng Trung. Tại vì có phần kanji và chữ Hán nó tương đồng với nhau. Với cả lý do thứ hai đó chính là chị Duyên dạy tiếng Nhật nên mình mới học nha. Các bạn thấy chưa? Rồi, arigatou gozaimasu. Kanto shimasu. Rồi. Rồi, chúng mình vừa hoàn thành xong bài số 1 đúng không? Rồi bây giờ chúng mình cùng nghe chuyển đến bài môn đai số 2 nhá. Ở bài môn đai số 2 thì chúng mình cần lưu ý một chút, đó chính là chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại. Sau đó các bạn nghe một câu kết, xem câu kết đó có đúng với đoạn hội thoại các bạn muốn nghe không. Rồi, hai, ikimasu. 2番。1. マリアさんのご主人はどんなスポーツが好きですか?サッカーが好きです。マリアさんは?私はテニスが好きです。マリアさんのご主人はテニスが好きです。はい、答えはどうぞ。サーヤ。サーヤ、手に手に。Hai người đó hỏi là chồng của chị Maria đúng không? Chồng của chị Maria thích môn thể thao nào? Thì chị đó có nói là chồng của chị thì thích đá bóng, còn chị ý thì thích môn thể thao tennis. Tennis. Nhưng mà câu kết lại nói là chồng của chị ý thích môn tennis. Vậy là hoàn toàn sai đúng không? Thảo nghe được toàn bộ luôn, rất xuất sắc. Các bạn có nghe được giống Thảo không? Vậy câu số 1 là bán chữ. Ai 2番 2. サントスさんは日本語が上手ですね。ありがとうございます。漢字はどうですか?少しわかりますが難しいです。
サントスさんは漢字が全然わかりません。はい、答えはどうぞ。Sai à? Ừ, sai. Tại sao lại sai nhỉ? Em nghe được câu kết là nói anh ấy không biết gì về kanji cả. Ừ, nhưng mà anh ấy có biết ạ. Anh ấy có biết đúng không? Biết thế nào nhỉ? Biết thế nào? Anh ấy biết một ít, skoshi. Ờ, anh ấy biết một ít, skoshi. Wakarimasu, đúng không nhỉ? Vậy, cái câu kết zenzen wakarimasen, anh ấy không biết hoàn toàn, không biết một cái gì cả là sai. Vậy câu này là batsu. Rồi mình cùng chuyển sang câu số 3 nhé. Samba. San. Mira-san, 料理が上手ですね。うちでいつも料理をしますから。誰に習いましたか？母に習いました。ミラーさんはお母さんに料理を習いました。はい、答えはどうぞ。đúng ạ. うん、đúng. Tại sao đúng nhỉ? Câu kết nói là anh ấy học đúng rồi, câu kết là câu kết nói anh ấy học nấu ăn từ mẹ Okasan. Vậy đây chính là một thông tin chính xác đúng không? Anh Mira rất là giỏi nấu ăn và anh học nấu ăn từ mẹ của mình. Hai, yon bang. Yon. Kimura-san, 映画のチケットがあります。一緒に行きませんか？いつですか？明日です。明日ですか？残念ですが、友達と約束がありますから、ちょっと。木村さんは明日暇ですから、映画を見ます。はい、答えはどうぞ。sai ạ. うん、sai, vì sao sai nhỉ? Câu kết nói là mai chị rảnh nên là chị đã đi xem phim cùng với anh ấy. Ừ. Nhưng mà thật ra là không phải, chị có nói là chotto. Ừ, chotto là từ chối đúng không? Nên hôm đấy thì chị làm sao? Chị có hẹn với bạn. Ừ, chị có hẹn với bạn. Các bạn có nghe được cái câu tomodachi to yakusoku ga arimasu kara không? Ừ, phía trên là zannen desu ga, lý do có hẹn với bạn. Và cuối cùng là chotto, thì đây chính là từ chối đúng không nhỉ? Vậy chị không đi xem phim mà chị sẽ đi hẹn với bạn. Rồi, vậy câu này sẽ là batsu. Thôi, mình cùng chuyển sang câu tiếp theo thôi. Cô bảo go. ビールいかがですか？いえ、結構です。ミラーさんはビールが嫌いですか？いえ、好きですが、車で来ましたから。そうですか。ミラーさんは車で来ましたから、ビールを飲みません。はい、答えはどうぞ。ドンガ。うん、どうぞ、ドン。え、もう、ピラえ、さ、không biết đoán mò anh ơi, đoán mò. Thế em không nắm được một chút keyword nào để mà đoán nhỉ? À, em nghe này từ bia đúng không? À, anh ấy thích uống bia. Anh ấy thích uống bia. Nhưng mà phía dưới hình như là anh ấy nói là anh ấy không uống bia. Ủa sao thích uống bia lại không uống bia nhỉ? Ừ, không uống bia vì sao? Vì vì anh ấy lái xe. Ừ, đúng rồi, anh ấy lái xe đúng không? Thế nên anh ấy sẽ không uống bia vào ngày hôm nay. Hai, kuruma de kimashita kara. Anh ấy đến đây bằng xe, thế nên anh phải lái xe, anh không uống bia. Vậy câu này sẽ là maru. Hoàn toàn chính xác rồi. Rồi bây giờ chúng mình đã hoàn thành những bài nghe rồi, chúng mình cùng chuyển sang làm bài tập trong bài môn đai thôi. Ở bài môn đai này thì bài gì cũng quan trọng đúng không? Bài số 3 thì chúng mình sẽ điền các phó từ, giao cho các bạn nắm được phó từ một cách rõ nhất nên chúng ta sẽ làm nhá. Cũng không khó khăn đúng không nhỉ? Bài số 4 cũng dễ đúng không? Bài số 5 thì tương tự với bài số 4 vì thế nên chúng mình sẽ không đi chữa bài số 5 nhá. Bài số 5 các bạn có thể tự làm. Và chúng mình sẽ làm bài số 6, số 7. Số 6 này, bài khó đúng không? Số 7 là bài đọc hiểu. Mình phải luyện tập kỹ năng đọc hiểu nữa nên chúng mình chắc chắn sẽ làm rồi. Nếu các bạn mà chưa làm bài môn đai, các bạn hãy dừng video lại để làm bài tập, sau đấy chúng mình mới đi chữa nhá. Còn nếu các bạn đã hoàn thành rồi, nào bây giờ chúng mình cùng đi vào chữa thôi. Thảo Sang cần thời gian chuẩn bị không nhỉ? Không ạ. Không, thôi bây giờ chúng mình sẽ đi làm bài số 3. Chị sẽ đọc đề bài và Thảo sẽ đọc đáp án nhá. Hai, ý chị Maria san wa kanji ga zenzen. Zenzen wakarimasen. Zenzen hoàn toàn không biết. Ở cuối chúng mình thấy chia phủ định đúng không nhỉ? Wakarimasen.
hoàn toàn chính xác. Maru. Ano hito wa okane ga takusan. Takusan arimasu. À, người kia có rất nhiều tiền. Hãy sẽ cái. Samba. Kono pan wa dottemo. Dottemo oishii desu. Rất ngon. Hoàn toàn chính xác. 4 番 Wansan wa eigo ga yoku yoku wakarimasu. Còn mỗi yoku thôi đúng không? Chắc chắn rồi. Hai, tsugi. 4. Chúng mình cùng chuyển sang đến chữ bài 4 nhé. À, các bạn cũng lưu ý xem đáp án. Thảo sẽ đọc đáp án. Hai, 1. Matsumoto-san no oku-san wa donna. Donna hito desu ka? Tại sao chúng mình dọn donna mà không phải là do nhỉ? Bởi vì ở phía dưới em có thấy danh từ hito, người. Phía sau chúng mình thấy hito là danh từ, chính vì thế phía trước thì chúng mình phải sử dụng donna. Hai, hoàn toàn chính xác. Ni ba. Doshite? Doshite ano mise de wine o kaimasu ka? Tại sao chúng mình lại chọn doshite đây nhỉ? Vì câu trả lời có kara. Vì câu trả lời có kara, các bạn nhìn thấy không ạ? Yasui desu kara, vì nó rẻ. Chính vì thế phía trên chúng mình phải dùng doshite, tại sao? Hai, san, kaneya-san wa donna donna ryori ga suki desu ka? Ở đây thì tương tự như câu trên, chúng mình thấy có danh từ ryori, món ăn như thế nào, chúng mình phải sử dụng donna. Hai, gyon, benkyo wa do do desu ka? Hoàn toàn không thấy có danh từ đằng sau, chính vì thế chúng mình phải chọn do. Chính xác rồi. Go, kuni de dare. Dare ni nihongo o naraimashita ka? Tại sao chúng mình lại chọn dare nhỉ? Vì câu trả lời có người ạ. Câu trả lời chúng mình thấy có nihonjin no sensei, là chỉ người. Chính vì thế phía trên chúng mình phải dùng từ nghi vấn dare để hỏi người. Hoàn toàn chính xác rồi. Thảo giáo subarashi. Là không sai một câu nào luôn. Rất giỏi đúng không? Một sự cố gắng vượt bậc. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay quay. Rồi bây giờ chúng mình cùng chuyển đến bài số 6 nhé. Bài số 6 là điền trợ từ. Vì thế các bạn hãy lưu ý một chút, nếu không sẽ bị sai đấy. Hai, Ichi, Maria-san wa dance ga ga zozu desu. Cấu trúc của chúng ta không thể sai rồi đúng không? Hai, ni, watashi wa taigo ga ga wakarimasen. Hoàn toàn chính xác. Mẫu ngữ pháp số 1 đúng không nhỉ? Hai, san, san, nijiyobi tomodachi to yakusoku ga ga arimasu. 正解, hoàn toàn chính xác. Yon, aishita isogashii desu ga hai doko mo ikimasen. Ở đây thì các bạn thấy hai vế như thế nào nhỉ? Aishita isogashii desu, ngày mai tôi bận. Doko mo ikimasen, tôi không đi đâu cả. Vậy trợ từ ở đây có thể là, có phải là ga không nhỉ? Nhưng mà không nhỉ? Không ạ, nó sẽ là kara. Nó sẽ là kara. Kara đúng không? Vì ngày mai tôi rất bận nên tôi không đi đâu cả. Vậy ở câu số 4 này chúng mình phải điền kara. Hai, tsugi. Donna e ga 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 suki desu ka? Hoàn toàn chính xác rồi đúng không? Hai, uta ga heta desu kara. Karaoke ga kirai. Đến đây thì hoàn toàn chính xác rồi đúng không? Uta, danh từ ga heta desu, chúng mình phải sử dụng trợ từ ga và chúng ta để đuôi kara, bởi vì không giỏi hát, thế nên karaoke ga kirai desu, rất là ghét hát karaoke. Hoàn toàn chính xác rồi. Ở bài này thì các bạn thấy chỉ cần áp dụng công thức vào rồi đúng không? Và Thảo giảng bị sai mất một câu. Zannen desu ne. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài đọc hiểu nhé. Ở bài đọc hiểu lần này, bài số 7, thì mình đã đọc và dịch cho các bạn ở phần học lý thuyết rồi. Chưa làm bài tập thôi đúng không? Bây giờ thì chúng mình cùng làm lại một lần nữa để kiểm tra xem Thảo đã làm bài tập và hiểu bài đọc này chưa nhá. Thì mình sẽ đọc mẫu và Thảo sẽ là người dịch. Bài đọc của chúng ta sẽ là Yamada-san to dance, là Yamada và việc học nhảy.
行きます。山田さんはダンスが好きです。あ、山田、thích nhảy。うん。毎晩ダンスの学校へ来ます。À, mỗi buổi tối thì anh ấy đến trường để học nhảy. Dance no sensei wa kirei na hito desu. À, dance no sensei. À, à, giáo viên dạy nhảy là một người rất xinh. Rất xinh đẹp đúng không? Yamada-san wa jōzu dewa arimasen ga kirei na sensei ni naraimasu kara mainichi tanoshii desu. Anh Mira. Anh Yamada không giỏi nhảy nhưng mà được học nhảy từ một giáo viên rất là xinh nên mỗi ngày anh ấy đều cảm thấy rất vui. Đúng không? Manichi tanoshi desu. Đúng không nhỉ? Hai, tsugi. Sensei no tanjoubi ni konsato no chiketo o agemashita. Vào ngày sinh nhật của giáo viên thì anh Yamada có tặng vé xem buổi hòa nhạc. Sensei wa tomodachi to ikimashita. Xin chị gọi từ một tay. À, giáo viên đã đi cùng với bạn. Yamada-san wa totemo zannen desu. Anh Yamada cảm thấy rất đáng tiếc. Đúng không nhỉ? Yamada. Thôi, hoàn toàn chính xác rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng mình cùng đi làm bài tập nhé. Ichi. Yamada-san wa mainichi dance no gakkou e kimashita kara dance ga jōzu desu. Sai ạ. Sai, tại sao nhỉ? Về trước thì đúng nhưng mà về sau thì bảo là anh ấy giỏi nhảy. Giỏi nhảy thì là sai. Em lấy thông tin ở đâu nhỉ? Thông tin ở câu số 4 dòng số 2 ạ. Câu số 4 dòng số 2. Các bạn nhìn thấy không ạ? Yamada-san wa jōzu dewa arimasen, đúng không? Anh không giỏi nhảy. Hay. Vậy câu này là Batsu. Nhi bảo Yamada-san wa kirena sensei ni dance o naraimashita. Đúng ạ. Đúng. Thông tin ở đâu nhỉ? Thông tin ở dòng số 3. Dòng số 3. Hai. Các bạn nhìn thấy không ạ? Kirena sensei ni naraimashita kara mainichi tanoshii desu. Với cả các bạn cũng có thể nhìn thấy ở dòng số 2 Dance no sensei wa kirei na hito desu. Hai lần khẳng định cô ấy rất là xinh đẹp. Vậy câu này là maru. Hai, san. Sensei wa Yamada-san ni konsato no chiketo omoraimashita. Đúng ạ. Đúng. Thông tin ở đâu nhỉ? Thông tin ở dòng số 2 từ dưới lên ạ. Dòng thứ 2 từ dưới lên. Câu này là cô giáo đã nhận được vé xem buổi hòa nhạc từ Yamada. Và chúng mình cũng thấy thông tin ở dòng số 2 từ dưới lên. Sensei no tanjoubi ni konsato no chiketo agemashita. Anh ấy đã tặng vé xem buổi hòa nhạc cho cô. Vậy câu này là maru. Hai, yomba. Yamada-san wa sensei to issho ni onkaku o kikimashita. Câu này là sai ạ. Sai, tại sao sai nhỉ? Bởi vì không đi với anh Yamada mà đi với bạn. Đúng rồi, đúng không? Các bạn có nhìn thấy dòng cuối cùng không nhỉ? Sensei wa tomodachi to ikimashita. Yamada-san wa totemo zannen desu. Cô không đi với Yamada mà cô đi cùng với bạn của cô ấy. Nên Yamada cảm thấy rất là tiếc ạ. Tiếc, đúng không? Hay. Vậy, đáp án chúng mình sẽ là batsu, maru, maru, batsu. Các bạn có làm đúng hết không? Nếu các bạn làm đúng hết thì chúc mừng các bạn nhé. Các bạn đã làm bài đọc hiểu rất tốt rồi đấy. Và bài đọc hiểu đã kết thúc toàn bộ phần ôn tập bài số 9 của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình ôn tập bài số 9 ngày hôm nay nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn subscribe kênh, like và share để tiếp thêm động lực cho chúng mình ra những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.